Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang vừa phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân tuyên truyền thông tin thị trường lao động và chính sách việc làm năm 2024 cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác lao động việc làm trên địa bàn huyện. Tham gia hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm như luật việc làm, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các chính sách của Đảng, Nhà nước về việc làm và công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thông tin về các thị trường lao động có tiềm năng, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị nhằm góp phần đưa các thông tin thị trường lao động và các chính sách việc làm đến với các lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác lao động, việc làm huyện, xã, thị trấn. Từ đó, kịp thời tuyên truyền đến người lao động, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, tiếp cận với thông tin thị trường lao động, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giúp người lao động tìm kiếm được việc làm ổn định, phù hợp với khả năng, nguyện vọng, thoát nghèo bền vững.